Từ bỏ những thói quen sau sẽ giúp bạn tránh xa làn da lão hóa. Nhiều thứ khiến làn da của chúng ta bị lão hóa. Một số điều chúng ta không thể làm gì được, những người khác mà chúng ta có thể ảnh hưởng. Một điều mà chúng ta không thể thay đổi đó là quá trình lão hóa tự nhiên. Nó đóng một vai trò quan trọng. Với thời gian, tất cả chúng ta đều có được những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt của mình. Đó là điều tự nhiên khi khuôn mặt của chúng ta mất đi một phần vẻ trẻ trung đầy đặn. Chúng tôi nhận thấy da của chúng tôi trở nên mỏng hơn và khô hơn. Các gen của chúng ta chủ yếu kiểm soát khi những thay đổi này xảy ra. Thuật ngữ y học cho loại lão hóa này là lão hóa nội tại. Mẹo giảm lão hóa sớm: bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời mỗi ngày. Cho dù làm bất kỳ việc gì như làm việc ngoài trời hay tắm nắng ngoài bãi biển, thì chống nắng cho da là điều cần thiết. Có nhiều cách để giúp cho làn da tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như đội mũ rộng vành, mặc quần áo chống nắng, sử dụng kem chống nắng có phổ rộng và chỉ số chống nắng SPF tối thiểu là từ 30 trở lên, đồng thời có các tác dụng chống nước. Kem chống nắng nên được thoa đều cho các vùng da, đặc biệt là những vùng da không được che bởi quần áo, và sử dụng chúng hàng ngày. Nếu bị đổ mồ hôi nhiều thì nên thoa kem chống nắng 2 giờ một lần. Tránh tắm nắng để có làn da rám nắng. Da bị sạm có thể sẽ bị lão hóa da sớm hơn. Điều này hoàn toàn đúng với những người muốn có làn da rám nắng bằng cách phơi nắng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc sử dụng các phương pháp nhuộm da khác. Tất cả đều là do các tia cực tím UV có hại làm tăng tốc độ lão hóa của da. Từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Thói quen hút thuốc lá cũng làm tăng nhanh tốc độ lão hóa da. Nó còn gây ra cho da nhiều nếp nhăn và tạo ra một làn da xỉn màu. Tránh các biểu cảm trên khuôn mặt bị lặp lại nhiều lần. Các cơ bên dưới của khuôn mặt thường co lại khi khuôn mặt có biểu cảm về cảm xúc. Nếu liên tục có hoạt động co thắt các cơ giống nhau trong nhiều năm, nó sẽ trở thành đường hằn vĩnh viễn trên khuôn mặt. Chẳng hạn, nếu bạn có thể đeo kính râm khi đi ra ngoài trời nắng, thì có thể giúp giảm các đường nhăn trên mắt gây ra bởi hoạt động nheo mắt. Áp dụng chế độ ăn lành mạnh và cân bằng. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng, ăn nhiều trái cây và rau quả tươi có thể ngăn ngừa tổn thương da dẫn đến quá trình lão hóa da sớm. Những phát hiện từ nghiên cứu này cũng cho thấy chế độ ăn có chứa nhiều đường hoặc carbon hydrate tinh chế có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Uống ít rượu. Rượu sẽ tác động đến làn da và làm cho da bị mất nước, đồng thời trở nên thô ráp. Điều này sẽ khiến cho làn da trông già hơn. Tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Một vài nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tập thể dục vừa giúp cải thiện lưu thông máu vừa tăng cường hệ thống miễn dịch. Nhờ sự lưu thông máu hoạt động tốt nên có thể mang lại làn da trẻ trung và khỏe mạnh. Làm sạch da nhẹ nhàng. Làm sạch da quá mức cùng với hành động chà sát da mạnh có thể gây kích ứng cho da. Khi đó, sẽ làm tăng tốc độ lão hóa cho da. Bạn hãy sử dụng các sản phẩm làm sạch da và thực hiện một cách nhẹ nhàng, loại bỏ ô nhiễm, lớp trang điểm và các hóa chất khác mà không gây kích ứng cho da. Rửa mặt 2 lần một ngày và sau khi đổ mồ hôi nhiều. Mồ hôi, đặc biệt là khi đội mũ, trong đó có mũ bảo hiểm, sẽ là yếu tố gây kích ứng da. Vì vậy, hãy rửa sạch da càng sớm càng tốt sau khi bị đổ mồ hôi nhiều. Ngừng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da gây châm chích hay gây nóng rát cho da. Khi da bị nóng rát, bỏng hoặc châm chích bởi một số sản phẩm chăm sóc da, điều đó có nghĩa là da đã bị kích ứng. Khi đó, nên ngừng sử dụng các sản phẩm này, bởi vì triệu chứng kích ứng này sẽ làm cho da trông xấu và già hơn. Tóm lại, ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm sẽ không bao giờ là muộn. Hãy thực hiện một số cách như bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời hay những thói quen không có lợi như hút thuốc, uống rượu, thức khuya. Nếu các dấu hiệu lão hóa lan ra làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như cuộc sống, bạn có thể nhờ bác sĩ da liễu tư vấn để có thể lựa chọn một số phương pháp điều trị cải thiện làn da và mang lại sự trẻ trung cho da.